chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của hai anh em mình nha. Ngày mới mình chúc mọi người vui vẻ nha. Anh Thương chào mọi người đi. Chào mọi người nha. Hôm nay anh em mình sẽ cố gắng mình hoàn thiện cái phần khung nhà mình ạ. Nếu mà có thời gian thì thời gian còn kịp ấy thì anh em mình sẽ làm cái mái luôn. Mình sẽ đi lấy cọ mình buộc cái mái bên trên luôn này. Đấy. Mình tạo cái khung nhà cũng gọi là cũng khá, hơi là khó khăn đấy mọi người ạ. Đây sau một trận mưa bão này mọi người xem sàn nhà của mình này. Đấy, mọi người thấy chưa? Toàn lá là lá thôi. Như chiến trường. Như chiến trường luôn. Này chưa có mái nên là anh em mình chưa ở được. Anh em mình bây giờ anh chẻ cái cây lạt đấy xong rồi mình đi thử thăm cái bẫy được trước, mình đi bẫy chuột xem có được không nhỉ? Giờ chẻ xong này xong là nhà mình đi thăm bẫy đó. Đi thăm bẫy xem có xong được cái món mình, gì dựng khung nhà đi. Xong anh em mình lại quay lại dựng khung nhà mình. Làm cái khung nhà này cũng không phải đơn giản mình ạ, cũng rất là vất vả khó khăn luôn. Cái phần khung nhà này chắc là dùng nhiều dây lạt lắm nhỉ? Nhiều đấy. Khung nhà xong mình lại làm trên khung mái đúng không ạ? Buộc cái mái nhà nó lạt phải nhiều. Chủ yếu là buộc cái trên cái mái nhà nhỉ? Đúng nhiều. Làm cái này có sợ đứt tay không? Em nhìn thấy ghê kiểu gì ạ? Làm đúng kiểu là không bị đứt đâu. Nghe nổi hết cả da gà luôn đấy. Anh đoán cái bẫy hôm nay của mình có được không? Bây giờ đi em nghĩ là trời mưa. Hôm qua mưa này chắc là không được đâu. Mưa này kéo lá cây còn bùi hết. Kiểu gió nhỉ, gió chắc kéo nó còn đổ đấy. Bão to quá. Anh cuộn cái đấy xong là mình đi tìm chuột đi. Tạm thời mình bổ bằng đấy đó, mình chẻ bằng đấy. Này dùng thiếu mình chẻ tiếp. Lát dùng thiếu mình chẻ tiếp. Đi thăm bới đi. Mọi người cùng đi cùng hai anh em mình nhá. Ui ôi, trơn quá, đường trơn. Cây này hôm kia mình chặt này. Công sợ kiểu này cây khô không chặt được mai nó đổ xuống lán của mình. Ui, mẹ con đường gian nan thế. Ui, trong này tối om. Hả? Bị dính con ấy rồi. Con gì? Đâu? Rúi. Đâu? Nó cắn đứt cái này nó đi rồi. Ô, nhảy đây đấy. Đây này mọi người. Ui, sập bẫy. Đấy, bị sập rồi mọi người ạ. Nó bị cắn xong cái này này. Cắn cái này xong nó đi. Tiếc nhờ. Ui. Con này con rúi ấy. Em nghĩ con chuột chắc nó không cắn được cái này đâu. Chuột nó không cắn đâu, rúi. Chỉ có con rúi nó mới cắn được đứt này mọi người ạ. Ui tiếc thế, con này chắc cũng to đấy. Rúi thường rúi to mà. Ui, đây này mọi người. Đây. Đấy, nhìn nó cắn này. Nó đây. Cắn. Đấy. Ây da nhỉ. Tiếc nhỉ. Chọt cây tre nửa dài này mà nó không cắn được. Nay chỉ có con rúi rồi. Con rúi hoặc là con trồn hay là con gì? Chỉ con rúi thôi, trồn nó không cắn. Các loại khác không cắn, chỉ có rúi. Đây có con ốc. Đâu ốc đó? Ốc rừng. Ốc bé bé. Ốc bé. Đâu? Đấy, đây này mọi người. Ốc bé. Ui, chết nhỉ. Là ở mấy tập sau chắc là anh em mình lại làm thêm bẫy mọi người. Tiếc quá. Giờ quay lại đều cho anh Thương ạ. Quay lại đều. Mai mình làm nhiều bẫy. Này nó cắn đứt này mình chịu thua thôi. Dần hết cái này. Thôi cái đấy kệ để vứt đấy đi. Quay lại đều thôi. Làm cái lều trước. Mình đi làm cái lều để mình trú ngụ đó mọi người ạ. Ôi dạ. Đường khó đi quá. Cái này mà hôm qua không mưa bão anh em mình đang tham chắc là được đấy. Tại hôm qua mưa nên là anh em mình không về được mọi người ạ. Cái đoạn cây này hơi vướng đường đấy. Em qua hơi khó đấy. Ây à. Tiếc kìa. Mẹ tiếc thật, mẹ con rúi này chắc cũng không phải dạng vừa đấy.
mình cứ nghĩ là không được. Mình cũng lười lười không đi xem. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ quay trở lại và mình tiếp tục mình làm cái căn lều của mình thôi nhá mọi người. Ờ, tàu sau thì mình làm bẫy xong là mình mang cả cái bẫy chuột nữa nhờ. Mang cái bẫy kẹp ấy. Bẫy sắt đấy. Ờ, bẫy sắt đấy. Cái mang về bẫy. Không chạy đâu nữa. Ừ, nhưng mà loại đấy không được to mấy. Phải kẹp chuột thôi, bé thôi. Đây cái cột nhà ở ở tập trước anh em mình lấy về mình chặt để sẵn rồi mọi người ạ. Bây giờ làm 3 chân cột rồi anh Thương. Cái này á? Ừ. Làm 3 chân. 3 chân. Thật 6 cái cột. 6 cái cột. Bây giờ dựng lên bên trên hơi khó đấy. Bảo trên này không cao nên chắc chắn vào xong mới lên được. Ừ. Anh em mình vẫn phải buộc xuống dưới sàn này, buộc để mình lấy độ cân bằng. Ây à, nhiều muỗi quá. Ba cột. Hai cột ngắn xong là cột giữa là nó cao nhỉ? Cột giữa cao hơn cho nó thì là cái nóc. Ừ. Em nghĩ là cái nóc ở trên mái làm hơi khó đấy. Chắc chưa? Chắc. Cái cột này là cột ngắn mọi người ạ. Cái cột giữa mới gọi là dài. Làm nó như này này. Ừ. Thế cái cột thứ ba đâu anh Thường? Hả? Cột thứ ba đâu? Thứ ba dùng tập cái cây này luôn. À. Dùng cái cây này luôn. Mình đỡ phải chặt cây nhiều ấy. À. Dùng cái này cho nó tập dụng nó luôn. Tiện thể nó cũng chắc chắn luôn. Chắc chắn hơn. Đấy là nó có sẵn rồi, còn đây anh em mình phải buộc mà nghe. Buộc nên nó hơi lung lay nhưng vẫn làm được. Chưa gì đã ra mồ hôi. Thời gian này trời nó oi oi nhỉ. Oi oi quá. Đây bây giờ tiếp theo đến ba cái cột bên này mình ạ. Cái cột ở giữa này mình ạ. Đó, cái cột giữa này là mình để nó cao để mình làm nắp thôi mình. Chặt để làm sàng ngang à? Để làm đi sàng ngang. À. Phải dùng 3 cây chứ nhỉ? Phải 3 đoạn mới đủ chứ. 3 cây. Buộc cây xà ngang thứ nhất này mọi người. Đó. Đó, mọi người đã hình dung ra dần chưa? À, chặt cái lỗ này để mình luồn cái dây lạc, dây chạc này nó ấy nhỉ, nó chắc hơn. Bộ cái này nó đỡ gió, nó phải hất cái này lên. À, đúng, người có kinh nghiệm khác mọi người ạ. Không, mình đợt trước mình làm cái lều kia làm lung ta anh tinh, làm mất thời gian. Bộ cái này gió nó phải hất lên. Đấy, mọi người xem chắc chưa. Giờ buộc cái đầu bên kia hả? À, buộc cái này lên luôn á. Cho cây này lên thì mình đặt cây kia. À, để mình làm sàng ngang, để mình làm chỗ đứng mọi người ạ. Đấy. Chỗ đứng để mình buộc cái cây thứ ba này mọi người. Đấy. Như anh Khải. Ấy. Tí cây kia còn thụt xuống bên dưới sàn rồi đấy. Oai. Lấy đà. Lấy đà lên. Ôi mọi người nhìn anh Thương làm nguy hiểm chưa? Rồi mà phát xuống đây là khá là ổn luôn đấy. Nhà này nhà quá đẳng cấp à. Nhà này gọi là lều 5 sao anh Thương nhỉ. Liệu khán giả có chấm cho 5 sao không? Không được 5 sao, cố gắng cho mình xin 4 sao cũng được. Làm khó này phải chắc được răm ba, được ít nhất chắc được 1 sao chứ. Cái làm rồi. Cái làm rồi.
lấy cái cây nào xịn xịn vào, không buộc nó không được lâu đâu. Em thấy khu này cũng khá là nhiều chim đấy anh Thương ạ. Này em thấy đầy con trào mào ấy. Hôm nào mình bẫy ạ. Ừ, hôm nào mình lấy dây cước để mình làm bẫy mọi người ạ. Buộc được cái phần này là dễ rồi nhỉ anh Thương nhỉ? Được phần này là thoải mái lắm. Buộc được phần này thoải mái mình lên rồi. Bên này chắc là phải buộc một cây đấy chứ phải không? Trên này á? Ừ. Cây ngang có chứ. Ừ, vẫn phải buộc như bên kia mọi người ạ. Phải trên cây. Úi, cẩn thận đấy, cẩn thận rơi xuống bên dưới. Đến không? Chiều cao khiêm tốn quá. Cẩn thận bị lật đấy. Thôi từ từ thôi. Từ từ để em hộ đấy, từ từ ra từ từ. Anh Cương lại phải trèo lên trên. Được chưa? Bây giờ lấy dây giấy lên lạt để mình buộc. Chưa bằng à? Em hơi cao rồi á. Buộc cái ngang đi. Ừ. Buộc cái dây ngang. Quan trọng là tí cái phần mái bên trên ở cây giữa này thôi nhỉ? Quan trọng cây giữa này đúng không? Cái cây xà ngang ở giữa này là quan trọng nhất phải không? Ba cây này thì quan trọng. À, ba cây thì quan trọng. Cây này bây giờ mình buộc như này thì đỡ một tí thôi, tí mình lại chống một cái thôi nhé. À, hiểu. Tí lại chống một cái như bên này này mọi người. Bởi vì đấy, anh Thương hạ xuống bên dưới rồi. Bởi vì cái cây này là mình, nó không có cái cành này. Ừ, không có cành nhé. Mình chặt cây, mai cây nó lại chết. Ờ, mai cây chết. Với lại bắt buộc mình phải lấy làm tạo cái cột mới để mình chống nhỉ. Không thì mai cái dây lạt kia nó bị kiểu bị rỗi ra nhé. Lâu nó bị oxy hóa. À, không phải oxy hóa đâu mà là nó gọi là nó không chắc nữa, nó bị mục đi mọi người ạ. Tức là chặt cái cột mới. Như này là quá ok rồi đấy anh Thương ạ. Quá chắc chắn rồi. Làm cái em thấy làm cái khung này thôi thấy khó rồi đấy. Đã còn lên bên trên để mình buộc cái sàn mái ấy, mọi người. Không phải sàn mái mà là trên mái ấy. Mình cần phải chẻ rất là nhiều tre để mình buộc lên. Ui anh Thương ơi, em thấy như kiểu trời mưa đấy. Ừ, như kiểu trời mưa ấy. Cứ đi chặt lấy cái cỏ này, lá cỏ. Ừ, đúng mưa thật sao rồi. Mấy cây lá cỏ cũng đầy. Chặt lên. Nhưng em thấy thấy trời mưa rồi. Không biết có đến đây hay không đâu. Ủa, nhiều chim thật đấy. Thời gian này thì nó mưa suốt rồi. Ừ, mùa thời gian là mùa mưa. Buộc cái này phát này thoải mái lên trên nhảy đấy, tung nhảy lên trên này, không sợ bị lung lay nữa. Đã hết lạt rồi, đã chè lạt thôi, đã hết lạt rồi, dùng bao nhiêu thì chè bao nhiêu thôi. Bây giờ lấy cái này lên nóc à? Cái này hơi vất vả một tí mọi người ạ, chắc là cần sự hỗ trợ của mình, cần sự hỗ trợ của em không? Hả? Cần không? Đây được, cái này nhẹ. Nhẹ. Đây mọi người xem khung nhà. Đây chỉ gọi là khung nhà thôi, chưa đến phần mái. Mái mới là gọi là khó. Thế này anh lên bên trên đúng không? Để như này xong mình chạy lại xong mình cho lên kia xong buộc luôn. À. Cây thứ ba này thôi. Cây thứ ba là lên trên giữ thăng bằng khó nhỉ? Khó đấy. Cũng là một vấn đề đấy. Mình hẳn một cái cột. Ừ. Cái này dốc quá mình làm nó khó. À.
Mưa tạnh rồi anh Thương, nay mưa phùn. Máy mình còn đi chặt cả lá cọ ấy mà nghe, đây này. Mình chặt cả lá cọ ở đây phòng, lát trời mưa mình còn có chỗ để mà mình tránh mưa. Giờ anh trẻ hết bảy phần dây lạt này chắc cũng hơi lâu đấy. Nhiều mà, bây giờ phần mái dùng mới nhiều. Hết lạt xong mình lên mái tiếp. Ừ, trẻ hết lạt xong mình lên mái nha mọi người nhé. Làm thận nha, không rơi đấy. Mình zoom gần cho mọi người xem nó rõ hơn. Đấy. Cái nóc giữa này là làm để cho nó thoải đỡ mưa nhỉ. Đỡ mưa chứ. Cẩn thận không rơi đấy. Không đùa được đâu. Đấy, mình zoom gần cho mọi người xem anh Cương buộc. Đỡ nó phải rơi. May lúc này không mưa to đấy, mưa to là mình lại phải tạm dừng để mình nghỉ đấy. Sắp mưa. Chiều chắc lại mưa đấy. Thấy xem thời tiết thế nó báo là chiều chắc lại mưa dông ấy. Chiều nay chắc là mưa rồi. Cố thế nào lập được cái mái. Ừ, cố gắng mình lập được cái mái. Tại vì mình làm cái này mọi người, mình có nhiều cái mình làm khó nên là không phải một ngày một ngày hai mình làm được cái lều đâu mọi người ạ. Giờ đi buộc qua bên kia à? Mình zoom gần zoom xa nó hơi chóng mặt, mọi người thông cảm nhé. Đây, bây giờ lại buộc qua bên kia rồi mọi người. Bây giờ nhìn khung hình nó chưa được đẹp mọi người ạ. Phải mình làm được cái khung mái với lại trên mình buộc được lá cọ ấy mọi người, nhìn nó mới đẹp. Bên dưới thì mình phải lập được hết cái phên cơ thì mọi người nhìn nó mới đẹp được. Bây giờ nó chưa đẹp đâu mọi người. Giờ đi kiểu gì qua lại trèo xuống chứ phải không? Chạy xuống chứ. Hay xuống bên dưới đi. Xuống bên dưới rồi lại qua. Đi kiểu đấy nguy hiểm lắm. Trườn trườn bo bo đi, đừng đi kiểu đấy. Ghê lắm. Đừng. Cẩn thận rơi đấy. Được. Ai à, được của nó đấy. Cái này mình qua bên này quay nha mọi người. Tại vì mình làm cái này ấy, thì cái cây này mà bị vướng cái cây to quá. Bị khuất một tí rồi. Bây giờ mình sẽ lên trên cái cây kia mọi người. Mình lên trên cái cây kia để mình đi lên bên trên để mình tìm góc quay trên cao nó quay xuống mọi người ạ. Nhìn nó dễ hơn. Đây mình đã lên được trên cái cây rồi mọi người. Úi da, bắt đầu bị con kiến vàng nó đốt rồi đấy. Mình sẽ zoom lên trên ngọn cây. Mình sẽ zoom gần cho mọi người xem. Đấy. Cẩn thận đấy, zoom nhiều thì cái cây nó tuột xuống bên dưới là rơi đấy. Ai da, bây giờ mà có bây giờ có cái cam thứ hai nhỉ, mình đặt bên kia quay em hậu trường để quay em bên này em quay. Em liên tích trên cây để mà em ngồi mà. Đấy, đặt lên mà. Ừ, được của nó đấy. Thành một cái khung nhà đấy. Cái này nhìn như kiểu bằng bàng, bây giờ đặt lên nhìn thấy dốc. Ừ. Được không? Đây. Cái bên này mọi người nhé. Nóc nhà nhé. Nóc nhà. Cái này tí nữa là mình phải lấy cái cây. Cái cây để mình đặt dọc xuống bên dưới phải không? Đặt bên này. Ừ, hai bên. Cây. Ba cuống cây xong mình đan như kiểu cái phiền xong mình cúp lên. Ừ, xong. Lá lên trên. À, hiểu. Ui, đây nhiều con kiến vàng lắm mọi người, mình sẽ quay cho mọi người xem ạ. À đeo, nó đốt, nó cắn em đau á. Đây này mọi người, con kiến nó ở đây này, nó bắt đầu bò xuống rồi này. Bên trên này, nó bắt đầu bò xuống rồi đây này. Đấy, thấy chưa?
Uầy uầy uầy, cẩn thận đấy, không em rơi đấy. Không em rơi đấy. Tổ kiến rất là nhiều luôn nha mọi người. Đây, mình zoom gần cho mọi người xem. Đó, mọi người thấy kiến chưa? Zoom hơi xa là nhìn nó không rõ lắm. Đấy, mọi người thấy con kiến chưa? Loại kiến này đốt rất là đau mọi người ạ. Nó cắn rất là đau luôn này. Đấy, nó bắt đầu xuống tấn công mình rồi đấy. Đây này, trên này đầy này. Ui ơi, đừng lung, ấy ấy, em rơi bây giờ. Đấy, kiến này mọi người, thấy chưa? Đó, mình lung cả, ấy, giờ chả thấy cái gì luôn. Như vậy là hai anh em mình đã hoàn thành xong cái mái nhà rồi nha mọi người. Đấy, anh Thương đang buộc dây lạt kìa. Mình làm xong cái này xong là mình lại chẻ cây để mình buộc trên này tí, buộc lá cọ à? Chẻ cùng mỗi bên 6 cây nữa. 6 cây? Buộc ngang. Để ngang cái gì? Xong là mình lấy lá cọ để mình dọc. Lá cọ em nghĩ là lấy, nếu mà lấy ấy, chắc là nhiều lắm ấy. Nhiều lại cần có thời gian thì chắc là khéo tập sau mọi người ạ. Bây giờ trời anh sắp tối rồi. Tại vì lúc nãy trời mưa mọi người ạ. Ở trên này rất là trơn trượt. Đấy, mọi người hình dung ra cái mái nhà chưa? Cái nhà này. Bên dưới sàn nhà kìa, mình chạy dây lạt kìa. Ở trên này rất là nguy hiểm mọi người ạ. Trơn trượt lắm, nó kiểu bập bênh ấy. Nó rất là khó thăng bằng. Rồi lát anh em mình sẽ bổ cái mấy cái thanh xà ngang nha mọi người. Xà ngang bé bé để mình để đây này. Đấy, mình từng lớp xuống để mình buộc lá cọ ấy. Cái dùi mè. Nếu mà mọi người bây giờ mọi người chưa hình dung ra được thì mọi người hãy theo dõi tiếp video của hai anh em mình thì mọi người sẽ biết nhá.
cuối cùng thì anh em mình cũng nhắc được cái phần khung mái nhà bên trên này lên rồi nha mọi người. Đấy. Ui, rất là mệt luôn anh Thương ạ. Và bây giờ mình nhấc này để đây thôi anh Thương ạ. Để tập sau mình làm tiếp. Bây giờ trời ánh tối lắm rồi. Bây giờ quay cũng nó bị noi rồi. Kiểu bị nhiều nhiễu ấy. Thôi mệt quá. Thôi để tập sau làm tiếp nha mọi người. Mọi người xem video của hai anh em mình đừng quên bấm like, đăng ký hoặc là chia sẻ hoặc là subscribe cho kênh của mình nhá. Ngày mai thì mình sẽ tiếp tục làm. Và bây giờ thì anh em mình cũng rất là mệt rồi. Anh em mình xin tạm dừng clip ở đây nhá. Bye bye mọi người nhá. Bye bye mọi người nhá. Bye nhá. Ôi, con khỉ rừng. Rồi bye bye mọi người nhá.